안녕하세요. Xin chào tất cả các bạn. Nội dung mình muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay đó là những biểu hiện các bạn cần phải biết khi chụp ảnh. Có thể là khi các bạn chụp ảnh cho nhau hoặc là khi các bạn muốn nhờ ai đó chụp ảnh cho các bạn, chúng ta sẽ có những cái câu như thế nào. Nội dung ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ và hy vọng rằng các bạn sẽ ghi nhớ để khi mà các bạn chụp ảnh, các bạn có thể tự nhiên nói bằng tiếng Hàn hoặc là tự nhiên nhờ vả một ai đó. Các bạn sẽ có nội dung ngày hôm nay. 사진을 찍을 때 꼭 알아야 할 한국어 표현. Biểu hiện tiếng Hàn cần phải biết khi chụp ảnh. Các bạn hãy theo dõi nhé. Chúng ta sẽ có những cái câu như sau. Câu đầu tiên, khi mà chúng ta muốn nhờ vả ai đó. 사진 좀 찍어 주실래요? 사진 좀 찍어 주실래요? Chụp giúp tôi bức ảnh được không ạ? Hoặc là chụp ảnh cho tôi được không? 사진 좀 찍어 주실래요? Chụp giúp tôi bức ảnh được không? Các bạn có 사진 là bức ảnh, tấm ảnh. Động từ của nó là 찍다. 사진 좀 찍다 là chụp một bức ảnh, chụp bức ảnh. Còn các bạn có thường là khi mà các bạn kết hợp với cấu trúc là nhờ vả ai đó thì các bạn sẽ có động từ chia theo đuôi o hoặc là a kết hợp với 주다 hoặc là 여 주다 mang nghĩa là làm cái gì đó cho. Cụ thể là 찍어 주다 là chụp ảnh cho. Thế thì khi mà các bạn hỏi một cách nhẹ nhàng, muốn yêu cầu người kia chụp cho chúng ta thì các bạn thường thêm cái từ 좀 một chút đằng trước của động từ này và thêm cái 주다. 좀 찍어 주다 là chụp cho một chút đấy. Và ở đây thì người nói đã sử dụng với thêm kính ngữ là từ 시 vào, thiện kính ngữ trang trọng hơn và đuôi câu hỏi nhẹ nhàng 주실래요? 사진 좀 찍어 주실래요? Chụp giúp tôi bức ảnh được không ạ? Hoặc các bạn cũng có thể nói như sau. 저희 사진 몇 장 찍어 주실래요? 저희 사진 몇 장 찍어 주실래요? Chụp giúp chúng em mấy tấm ảnh được không ạ? 저희 사진 몇 장 찍어 주실래요? Chụp giúp chúng em mấy tấm ảnh được không ạ? Các bạn có thể dùng với 저희. 저희 là một từ xưng hô khiêm tốn hơn so với từ 우리. 우리 là chúng tôi, bọn tôi. Nhưng ở đây người nói thể hiện cái sự khiêm tốn hơn thì chúng ta dùng cái từ 저희. Viết là 흐이 nhưng khi phát âm thì các bạn sẽ phát âm thành y. 저희 có nghĩa là chúng tôi, chúng em, bọn em. 사진 몇 장, 몇 장 có nghĩa là mấy tấm. 장 có nghĩa là các bạn có, đây là đơn vị, danh từ đơn vị của cái bức ảnh. 몇 là mấy, 사진 몇 장, mấy tấm ảnh. 찍어 주실래요? 찍어 주실래요? Có nghĩa là có thể chụp giúp cho bọn em mấy tấm ảnh được không? Chụp giúp chúng em mấy tấm ảnh được không ạ? 저희 사진 몇 장 찍어 주실래요? Tiếp theo, các bạn cũng có thể hỏi, cũng có thể nhờ vả một cách lịch sự như sau. 사진 좀 찍어 주시겠습니까? 사진 좀 찍어 주시겠습니까? Có thể, bạn có thể chụp ảnh giúp tôi được không? 사진 좀 찍어 주시겠습니까? Bạn có thể chụp ảnh giúp tôi được không? Hoặc là có thể chụp ảnh giúp em một chút được không ạ? Tiếp theo, có thể đáp lại như sau. 네, 하나, 둘, 셋, 웃어요. 네, 하나, 둘, 셋, 웃어요. Vâng, 1, 2, 3, cười lên nào. 네, 하나, 둘, 셋, 웃어요. 웃어요, mà nghĩa là cười, cười nào, cười lên. Các bạn có 웃다 là cười, chia theo đuôi yo là 웃어요. 웃어요, cười lên. 하나, 둘, 셋, 1, 2, 3. 하나 là 1, 둘 là 2, 셋 là 3. 웃어요, cười, cười nào. 함께 사진 찍어요. 함께 사진 찍어요. Chúng ta chụp ảnh cùng nhau nhé. 함께 사진 찍어요. Chúng ta chụp ảnh cùng nhau nhé. Các bạn có 함께 là cùng nhau. 사진 찍어요, chụp ảnh. Các bạn có thể nói câu này khi mà muốn rủ rê bảo là gì nhỉ? 우리 함께 사진 찍어요. Chúng mình chụp ảnh cùng nhau đi, chúng mình chụp ảnh cùng nhau nhé. 여기서 찍을까요?
여기서 찍을까요? chụp ở đây được không? Hoặc là chụp ở đây nhé. 여기서 찍을까요? Chụp ở đây được không? Hoặc là mình chụp ở đây nhé. Các bạn có 여기 là đây, còn 여기서 là ở đây. 찍다 là chụp ảnh, còn cái đuôi 을까요? Một đứa câu hỏi ý kiến. Chụp ở đây nhá, chụp ở đây được không? Hoặc là chụp ở đây nhé. 글쎄요, 저도 잘 모르겠어요. 글쎄요, 저도 잘 모르겠어요. Để xem đã, mình cũng không rõ nữa. Tức là khi các bạn chưa biết chọn địa điểm đứng ở đâu để chụp thì các bạn có thể nói là 글쎄요, 글쎄요, để xem nào hoặc là để xem đã. 저도, mình cũng hoặc là tôi cũng, em cũng. 잘 모르겠어요, cũng không rõ nữa. Khi mà các bạn chụp ảnh, các bạn có thể chỉnh sửa sắp xếp vị trí cho những người trong ảnh bằng cách là gì nhỉ? 여기에 두 줄로 서 주세요. 여기에 두 줄로 서 주세요. Xếp thành hai hàng ở đây nào, hoặc là hãy xếp thành hai hàng ở đây đi. 여기에 두 줄로 서 주세요. Hãy xếp thành hai hàng ở đây nào. Các bạn có 여기에 ở đây. 두 có nghĩa là hai, 줄 có nghĩa là hàng. Các bạn có từ 줄 mà nghĩa là hàng. Một hàng hai hàng thì sẽ là 두 줄 là hai hàng. 서 có nghĩa là các bạn hiểu từ 서, từ 서다 đấy, mà nghĩa là đứng hoặc cũng hiểu là xếp. 줄로 서다 là xếp thành hàng. Còn 주세요 mà nghĩa là gì nhỉ? Đây là một đuôi câu nhờ vả, mà nghĩa là làm ơn hãy xếp thành hai hàng ở đây nào. Còn từ rô ở đây gắn vào sau cái từ 줄, gắn vào sau danh từ, nó mang nghĩa là chỉ cách thức, mà nghĩa là thành, thành hàng. Có nghĩa là gì nhỉ? Làm ơn hãy xếp thành hàng, thành hai hàng ở đây. 여기에 두 줄로 서 주세요. Hãy xếp thành hai hàng ở đây nào, hoặc là xếp thành hai hàng ở đây nào. 앞뒤로 두 줄서. 앞뒤로 두 줄서. 앞뒤로 두 줄서. Hãy xếp thành hai hàng trước sau. 앞 có nghĩa là trước, 뒤 là sau. Row là một từ gắn vào danh từ chỉ địa điểm, tức là nó chỉ ra cái phương hướng, và trong trường này nó nghĩa là thành.앞뒤로 có nghĩa là thành cái hàng, thành trước sau. 두 줄 là hai hàng, có nghĩa là hai hàng theo hướng trước sau, hoặc là hai hàng theo phía trước sau. So danh từ so tả, khi mà các bạn chia từ yo thì biến đổi thành so yo. Trong cái cách nói ngang hàng không cần sử dụng kính ngữ, trong lối nói suồng sã hoặc là người trên nói với người dưới, các bạn có thể lược bỏ yo đi. 앞뒤로 두 줄서. 앞뒤로 두 줄서 có nghĩa là hãy xếp thành hai hàng trước sau. Khi 큰 사람은 뒤에 서자. Khi 큰 사람은 뒤에 서자. Người cao đứng sau nào? Hoặc là gì nhỉ? Người cao hãy đứng đằng sau nào? Khi 큰 사람은 뒤에 서자. Người cao đứng sau nào? Các bạn có khi 크다. Các bạn có cái cụm là khi ca 크다. Gốc là 크다 mà nghĩa là cao. Khi 크다 mà nghĩa là cao. Thế thì ở cái dạng định ngữ của danh từ khi 큰 사람 mà nghĩa là người cao, thì 뒤에 서다. 뒤에 서다 là đứng ở đằng sau. 뒤 có nghĩa là sau, 뒤에 là ở sau, 서다 là đứng, 뒤에 서다 là đứng ở đằng sau. Các bạn bỏ từ 다 đi, thêm từ 차 vào. 차 là một đuôi câu mệnh lệnh rủ re, cả người nói và người nghe cùng thực hiện, và nó sử dụng trong mối quan hệ suồng sã thân mật, không kính ngữ. Các bạn hiểu trong câu này có nghĩa là gì nhỉ? Cái người nói rằng chúng ta hãy xếp, chúng ta hãy để cho cái người cao đứng ở đằng sau nào. Khi 큰 사람은 뒤에 서자. Người cao đứng sau nào. Tiếp theo, một cách sắp xếp vị trí nữa để bức ảnh nó trở nên hoàn thiện hơn, chúng ta có thể nói rằng khi 큰 사람들은 뒤에 가서 서줄수 있어요. Khi 큰 사람들은 뒤에 가서 서줄수 있어요. Những người cao có thể đi ra phía sau đứng được không? Khi 큰 사람들은, khi 큰 사람들 có nghĩa là những cái người cao ấy, 뒤에 가다 là đi ra phía đằng sau. 서 mang nghĩa là rồi, trong trường hợp này nó dùng để liệt kê. Còn cái từ 서 này nó lại mang nghĩa là đứng. Hình thức viết giống nhau, nhưng các bạn cần hiểu nó mang hai ý nghĩa khác nhau.
Còn ở đây là gốc của nó là từ chu tả, so chu tả là đứng cho đấy. Còn riêng su isoyo mà nghĩa là có thể, đây là một câu hỏi, có nghĩa là gì nhỉ? Những cái người ấy, những cái người cao có thể đi ra đằng sau rồi xếp thành hàng giúp tôi được không? Khi 큰 사람들은 뒤에 가서 서 줄 수 있어요? Những người cao có thể đi ra phía sau đứng được không? Có nghĩa là gì nhỉ? Đi ra phía sau rồi đứng được không? 앞 줄 사람들은 앉는 게 낫겠어. 앞 줄 사람들은 앉는 게 낫겠어. Người ở hàng trước nên ngồi xuống. 앞 줄 사람들은 앉는 게 낫겠어. Người ở hàng trước thì nên ngồi xuống. 앞 줄 사람들. Các bạn có từ 앞 là trước, 줄 là hàng, 사람들 là những người hoặc là mọi người, những người ở cái hàng trước ấy, những người hàng trước. 앞 줄 사람들, những người hàng trước. 앉는 게, các bạn có từ 앉다. 앉다 mà nghĩa là ngồi, bỏ tá đi gắn 는 게. Các bạn hiểu là 앉는 게, phát âm là 앉는 게 mà nghĩa là cái việc mà ngồi ấy. 낫겠어, 낫겠어 hoặc là 낫겠어요. Các bạn có từ 낫다, 낫다 gốc là 낫다 mà nghĩa là khá hơn, tốt hơn. 깨 mà nghĩa là sẽ. Các bạn hiểu là 낫겠어 hoặc là 낫겠어요 mà nghĩa là sẽ tốt hơn. Và trong câu này chúng ta hiểu là những cái người ở hàng trước nên ngồi xuống thì sẽ tốt hơn. Hoặc các bạn dịch một cách đơn giản là người ở hàng trước thì nên ngồi xuống. Ngồi xuống thì sẽ không bị che mặt những cái người ở hàng sau, đúng không? Đây là một cái biểu hiện sử dụng rất là nhiều khi chúng ta chụp hình. 앞에 분들은 무릎을 구부려 주실래요? 앞에 분들은 무릎을 구부려 주실래요? Những người ở trước có thể gập đầu gối xuống không? 앞에 분들은 무릎을 구부려 주실래요? Các bạn có 앞 có nghĩa là trước, 앞에 là đằng trước hoặc là ở phía trước. 분들, 분들 có nghĩa là những người, những vị. Trong trường hợp này, cái từ 분, 분 nó thay thế cho từ 사람. 사람 mang nghĩa là người, 분 cũng mang nghĩa là người. Tuy nhiên từ 분 là một từ kính ngữ của từ 사람. Tùy thuộc vào đối tượng mà chúng ta giao tiếp, các bạn có thể lựa chọn cái từ kính ngữ là từ 분, các vị hoặc là những người hoặc là mọi người, người. Thực ra khi dịch ra tiếng Việt thì nói đây chúng ta đều dịch là người, tuy nhiên trong tiếng Hàn thì người ta phân ra 사람 là chỉ những cái người thông thường, còn khi các bạn muốn thể hiện kính ngữ trang trọng hơn, tôn kính hơn thì các bạn thay từ 사람 bằng từ 분. 앞에 분들은 무릎을 구부려 주실래요? 구부려 주실래요? Có nghĩa là gì nhỉ? Có thể gập đầu gối xuống được không? 앞에 분들 có nghĩa là những cái người ở trước hoặc là những cái vị ở phía trước thì 무릎, 무릎 có nghĩa là đầu gối. 구부려 주다, 구부려 주다 là gập đầu gối, gập xuống cho. Các bạn có từ 구부리다, 구부리다. 구부리다 mà nghĩa là gập hoặc là gấp. Còn ở dạng đuôi câu hỏi làm cái gì đó cho tôi, tức là một cách nhờ vả, thì các bạn sẽ nói là 구부려 주실래요? Có thể gập đầu gối giúp xuống được không ạ? 앞에 분들은 무릎을 구부려 주실래요? Những người ở trước có thể gập đầu gối xuống không? Tức là các bạn hiểu là ngồi theo cái kiểu là khụy khụy gối xuống ấy, để cho nó thấp hơn những người đằng sau. Camera 보고 예쁜 포즈 하나만 해 주세요. Camera 보고 예쁜 포즈 하나만 해 주세요. Nhìn vào camera và tạo một dáng đẹp nào. Đây cũng là một câu mà chúng ta nói rất là nhiều, đúng không? Có nghĩa là gì nhỉ? Cậu hãy nhìn vào camera đi và tạo một cái kiểu thật là đẹp nhé. Thì chúng ta cũng có trong tiếng Hàn là 카메라 보고 예쁜 포즈 하나만 해주세요. Các bạn có 카메라 보다, 카메라 là máy ảnh, 카메라 보다 là nhìn. Nhìn máy ảnh, từ 고 đây dùng để nối hai động từ mà nghĩa là và. 예쁜 포즈,
예쁜 포즈 mà nghĩa là cái kiểu dáng đẹp. 하나만 có nghĩa là chỉ một, 하나 có nghĩa là một, 만 là chỉ. He trong từ các bạn có động từ là 포즈하다, 포즈하다 mà nghĩa là tạo dáng động từ của nó là từ 하다. Còn 해주세요 mà nghĩa là làm ơn hãy tạo. 예쁜 포즈 하나만 해주세요. Làm ơn hãy tạo một cái kiểu dáng thật là đẹp nhá. 카메라 보고 예쁜 포즈 하나만 해주세요. Nhìn vào camera và tạo một dáng đẹp nào. 저도 찍어 드릴게요. 저도 찍어 드릴게요. Tôi cũng chụp cho bạn nhé. Các bạn hiểu câu này các bạn dùng khi nào? Đó là khi mà chúng ta đã nhờ vả người khác chụp cho chúng ta và người ấy đã chụp cho chúng ta xong rồi, chúng ta cũng có thể nói là gì nhỉ? Đề nghị lại là gì nhỉ? 저도 찍어 드릴게요. Tôi cũng chụp giúp bạn nhé, hoặc là tôi cũng chụp cho bạn nhé. 저도 tôi cũng 찍어 드리다. 찍어 드리다 là chụp cho. Các bạn có từ 드리다 là kính ngữ trang trọng của từ 주다. Thông thường các bạn dùng với từ 주다 thôi. 찍어 주다 là chụp cho. Tuy nhiên ở đây thì người nói đã lịch sự hơn, tôn kính hơn, sử dụng với 드리다. 찍어 드릴게요. Cái đuôi 드릴게요 gắn vào sau gốc của động từ nó mang nghĩa là sẽ. Tôi sẽ chụp cho bạn nhé, thể hiện cái hành động nó sẽ xảy ra rất là nhanh, rất là gần thời điểm nói và chắc chắn. 저도 찍어 드릴게요. Tôi cũng chụp cho bạn nhé. 너 눈 감았어요. 너 눈 감았어요. Bạn nhắm mắt rồi. 너 눈 감았어요. Bạn nhắm mắt rồi. 너 có nghĩa là em, mày, bạn, một từ xưng hô dành cho những người ngang hàng với chúng ta hoặc nhỏ tuổi hơn. 눈 là mắt. 감다, 감다 là nhắm. Còn 감았어요, 감았어요 là đã nhắm rồi. 너 눈 감았어요. Bạn nhắm mắt rồi. 다시 찍어야 돼. Hoặc là 다시 찍어야 돼요. 다시 찍어야 돼요. Phải chụp lại thôi. 다시 찍어야 돼요. 다시 찍어야 돼요. Phải chụp lại thôi. Các bạn có động từ chia theo đuôi a hoặc là o hoặc là do kết hợp với ya tuê tả mang nghĩa là phải làm một cái gì đó. Trong trường hợp này thì chúng ta sẽ có là 찍어야 돼요, phải chụp. 다시 là lại. Ví dụ bị nhắm mắt rồi thì chúng ta phải làm sao nhỉ? 다시 찍어야 돼요, phải chụp lại thôi. 활짝 웃어, 활짝 웃어. Cười rộng nào, hoặc là cười to nào, hoặc là cười tươi nào. 활짝 웃어, 활짝 웃어. Cười rộng nào, hoặc là cười tươi nào. Các bạn có từ 활짝, 활짝 mang nghĩa là rộng hoặc là ngoác ra ấy. Thì các bạn hiểu là chỉ cái trong trường hợp này 웃어 trong từ 웃어요, 웃다 mang nghĩa là cười, có nghĩa là cười thật là tươi nào, hoặc là cười thật là mãnh liệt, hoặc là cười thật là ngoác miệng ra ấy, cười thật là to, cười thật là rộng miệng. 활짝 웃어, 활짝 웃어 có nghĩa là cười rộng nào hoặc là cười tươi lên nào. 활짝 웃어. 눈이 빨갛게 나왔어. 눈이 빨갛게 나왔어. Bị đỏ mắt rồi. 눈이 빨갛게 나왔어. Bị đỏ mắt rồi. Đây là một cái hình, đây là một cái tình trạng chúng ta gặp rất là nhiều. Nhiều khi chụp bằng máy ảnh ý, thì cái mắt chúng ta hay bị đỏ đúng không? Thì các bạn có thể nói là 눈이 빨갛게 나왔어. 눈 có nghĩa là mắt. 빨갛게 khe có nghĩa là một cách đỏ. Các bạn có từ khe ở đây gắn vào 빨갛게 nối âm lên 빨갛게. 빨갛게 có nghĩa là một cách đỏ. 나왔어 các bạn hiểu là 빨갛게 나왔어 hoặc là 나왔어요 có nghĩa là đã bị đỏ. 눈이 빨갛게 나왔어 bị đỏ mắt rồi. 가까이부터 가까이부터 đứng gần lại hoặc là đứng gần lại đi hoặc là đứng dịch lại đi. 가까이부터 đứng gần lại. Các bạn có 가까이 là một gần. 부터 có nghĩa là gì nhỉ? Dính hoặc là sát vào. Các bạn hiểu là hãy đứng sát lại đi.
가까이부터 đứng gần lại đi. 자, 찍을게요. 지금 포즈 취하셨습니까? 자, 찍을게요. 지금 포즈 취하셨습니까? Now, tôi chụp đây. Bạn tạo dáng xong chưa? 자, 찍을게요. 찍을게요. Tôi chụp đây. Tôi sẽ chụp ngay đây. 지금, bây giờ. Pose có nghĩa là cái kiểu dáng, sự tạo dáng. 취하다. Pose 취하다. Các bạn cũng có thể dịch bằng nghĩa là tạo dáng. Pose 취하다 là tạo dáng. 취하셨습니까? Đã tạo dáng xong chưa? 셀카 찍고 있어요? 셀카 찍고 있어요? Bạn đang chụp ảnh tự sướng à? 셀카 찍다. 셀카 찍다 mà nghĩa là tự sướng, tự chụp. 고 있어요 là đang. 셀카 찍고 있어요? Bạn đang chụp ảnh tự sướng hả? 제가 경치가 좋은 곳에 가면 항상 사진을 찍습니다. 제가 경치가 좋은 곳에 가면 항상 사진을 찍습니다. Tôi luôn luôn chụp ảnh mỗi khi tới nơi có cảnh đẹp. 제가 bản thân tôi ấy, 경치 là phong cảnh, 경치가 좋은 곳에 가면 nếu mà tôi đến cái nơi có phong cảnh đẹp ấy, 항상 luôn luôn 사진을 찍습니다. Tôi luôn luôn chụp ảnh. 좋은 곳 có nghĩa là cái nơi đẹp. Còn 경치가 좋은 곳 là cái nơi có phong cảnh đẹp này. 가면 가 trong từ 가다 là đi, đi đến cái nơi có phong cảnh đẹp. 면 mà nghĩa là nếu thì, nếu tôi mà đi đến cái nơi có phong cảnh đẹp thì 항상 사진을 찍습니다. Thì tôi luôn luôn chụp ảnh. 넌 사진 찍는데 소질이 있습니다. 넌 사진 찍는데 소질이 있습니다. Bạn có tố chất về chụp ảnh đấy. 넌 사진 찍는데 소질이 있습니다. Bạn có tố chất về chụp ảnh đấy. 소질, tố chất, 있습니다. Có tố chất. 사진 찍는데 có nghĩa là gì? Cái việc, cái vấn đề mà chụp ảnh ấy, 넌 là giảm gọn của 너는. Về cái vấn đề mà chụp ảnh thì 소질이 있습니다. Bạn có tố chất đấy. Các bạn chú ý nhé, viết cách của từ 는 và từ 데. 당신의 사진은 찍어도 되겠습니까? 당신의 사진은 찍어도 되겠습니까? Tôi có thể chụp ảnh của bạn được không? Đây là một cách hỏi rất là lịch sự. Chúng ta cần hỏi ý kiến trước khi là muốn chụp ảnh, chụp chân dung của ai đó. 당신의 사진을 찍어도 되겠습니까? 당신의 사진을 찍어도 되겠습니까? Tôi có thể chụp ảnh của bạn được không? 당신의 사진 có nghĩa là cái bức ảnh của bạn. 찍어도 되다 là chụp ảnh được không? 되겠습니까? 되겠습니까? Chắc là tôi chụp ảnh của bạn được chứ? Hay là tôi có thể chụp ảnh của bạn được không? 이 카메라는 어떻게 사용해요? 이 카메라는 어떻게 사용해요? Máy ảnh này sử dụng thế nào ạ? 이 카메라는 어떻게 사용해요? Máy ảnh này sử dụng thế nào ạ? 이 có nghĩa là này, camera là máy ảnh. 어떻게 là như thế nào? 사용해요. 사용해요 là sử dụng hoặc là dùng. 이 카메라는 어떻게 사용해요? Máy ảnh này sử dụng thế nào ạ? 이 버튼을 누르기만 하면 됩니다. 이 버튼을 누르기만 하면 됩니다. Bạn chỉ cần bấm vào nút này là được. 이 버튼을 누르기만 하면 됩니다. 버튼 có nghĩa là cái nút, 누르다. 누르다 là nhấn nhá. Còn 기만 하다, động từ cộng với 기만 하다 mà nghĩa là chỉ cần làm cái gì đó. 면, 면 되다 là được. Các bạn sẽ có là động từ cộng với 기만 하면 되다 là chỉ cần làm cái gì đó là được. Cụ thể là 이 버튼을 누르기만 하면 됩니다.
Bạn chỉ cần bấm vào cái nút này là được, hoặc là bạn chỉ cần bấm nút này là được. 이 사진을 인화해 주세요. 이 사진을 인화해 주세요. 저도 인 bức ảnh này. 이 사진을 인화해 주세요. 저도 인 bức ảnh này. 이 사진, cái bức ảnh này, tấm ảnh này. 인화하다, các bạn có từ 인화하다 mà nghĩa là in ảnh ra đấy, tức là in từ máy ảnh ra. Còn 인화해 주세요 mà nghĩa là làm ơn hãy in cho tôi. 와, 이 사진이 정말 예쁘네요. 감사드립니다. 와, 이 사진이 정말 예쁘네요. 감사드립니다. 와, bức ảnh này đẹp quá. Cảm ơn bạn. Một câu cảm thán với cái đuôi là 네요 gắn vào sau gốc của tính từ 예쁘다. 와, 이 사진이 정말 예쁘네요. 와, cái bức hình này hoặc là cái bức ảnh này đẹp quá hoặc là thực sự rất là đẹp. 감사드립니다. Cảm ơn bạn. Tức là chúng ta cảm ơn vì cái người kia đã chụp cho chúng ta được một bức hình đẹp. 천만에요. 저의 기쁨입니다. 천만에요. 저의 기쁨입니다. Không có gì, đó là niềm vui của tôi. 천만에요. 저의 기쁨입니다. Không có gì, đó là niềm vui của tôi. Các bạn có 천만에요 là không có gì đâu. 저의, 저 là tôi, 의 là của. Nhưng các bạn sẽ phát âm khi từ 의 này nó là sở hữu. Thì các bạn sẽ mang nghĩa phát âm là e. 저의 기쁨. 기쁨 là niềm vui. 입니다 là. Nghĩa là gì nhỉ? Cái đó là niềm vui của tôi mà. 이베인. 이메일이나 페이스북 주소를 알려주시면 보내드릴게요. 이메일이나 페이스북 주소를 알려주시면 보내드릴게요. Có bạn, các bạn nghĩ dịch là gì nhỉ? Bạn hãy cho tôi biết địa chỉ email hoặc là Facebook để tôi gửi ảnh cho bạn. Email. Email là email này. Facebook là mạng xã hội đấy, Facebook đấy. 주소 là địa chỉ. 알려주시다 là cho biết. 면 mà nghĩa là nếu. Nếu mà cho biết địa chỉ Facebook hoặc là email thì 보내드릴게요. Các bạn có động từ 보내다 là gửi. 보내드리다 là gửi cho. 드릴게요 là sẽ. Dịch sát nghĩa các bạn dịch là nếu như bạn gửi, nếu như bạn cho tôi biết cái địa chỉ Facebook hoặc email thì tôi sẽ gửi ảnh cho bạn. Cái từ ina ở đây mang nghĩa là hoặc. Đối với danh từ kết thúc bằng phụ âm thì các bạn sẽ cần ina. Email이나 có nghĩa là gì nhỉ? Email hoặc là Facebook, hoặc là Facebook 주소 địa chỉ 알려주시면 보내드릴게요 thì tôi sẽ gửi ảnh cho bạn. 그러면 정말 좋네요. 그러면 정말 좋네요. Thế thì tốt quá. 그러면 정말 좋네요. Thế thì tốt quá. 그러면 thế thì vậy thì 정말 thực sự 좋다 là tốt 네요. Với câu cảm thán thể hiện sự ngạc nhiên hoặc là một sự thích thú nào đó. Wow, thế thì tốt quá. 그러면 정말 좋네요. Tiếp theo chúng ta sẽ có những cái một số thôi những cái từ vựng liên quan đến cái việc chụp ảnh. Ví dụ là 화면을 캡처하다. 화면을 캡처하다. Chụp ảnh lại màn hình. Các bạn có 화면 là màn hình. 캡처하다 là chụp lại. 화면을 캡처하다. Chụp ảnh màn hình. 몰래 카메라를 찍다. 몰래 카메라를 찍다. Chụp ảnh lén. 몰래 có nghĩa là gì nhỉ? Một cách vụng trộm, một cách không ai biết. 몰래 카메라 là gì nhỉ? Máy ảnh vụng trộm. 찍다 là chụp. Các bạn hiểu là chụp ảnh lén. 기념 사진을 찍다. 기념 사진을 찍다. Chụp ảnh kỷ niệm. 기념 사진을 찍다. Chụp ảnh kỷ niệm. 기념 사진 là ảnh kỷ niệm. 찍다 là chụp. 독사진. 독사진.
thục sa chìn có nghĩa là cái bức ảnh chụp một mình, thục có nghĩa là độc đấy, sa chìn có nghĩa là bức ảnh, tức là bức ảnh chụp một mình, bức ảnh chân dung. Động từ của nó sẽ là thục sa chìn chích tả, thục sa chìn chích tả, chụp ảnh chân dung. Ngược lại sẽ là gì nhỉ? 단체 사진을 찍다. 단체 사진을 찍다. Chụp ảnh tập thể. 단체 có nghĩa là gì nhỉ? Tập thể. 단체 사진, bức ảnh tập thể. 단체 사진을 찍다. Chụp ảnh tập thể. Mình vừa chia sẻ với các bạn những biểu hiện tiếng Hàn rất là cần thiết khi chúng ta chụp ảnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé.